Hey, hello các bác. Hôm nay em xin test con ly Pioneer VSA AX3. Thì tiên thì mời các bác coi cái hình thức của em đó. Con này mặt phay nhôm vàng chanh nha các bác. Chạy chip giải mã của Motorola 48 bit, hai chip 24, nó tính thành là 48. Con này thì đang đánh sò, dòng đánh sò MOSFET, tiếng sáng ngọt mềm. Đấy, nguyên tem của bên đó. Rồi, các bác coi qua hình thức của em đó rồi nha. Đây, nắp cốp đây các bác. Rất là nhẹ nhàng. Trong này đủ các chế độ chơi nhạc nha các bác. Tông bass chép nè. Tông bass chép. Các bác có thể chỉnh trên remote cũng được. Chép đây. Midnight Loose Net nha các bác. Bên này là tăng giảm âm lượng cho từng kênh. Left, right, sub. Mình đang đánh 2.1 thì nó sẽ chuyển bao nhiêu đó thôi. Nếu nào các bác đánh 7 kênh thì các bác chỉnh vào 7. Cây remote đây nha các bác. Remote này. Đây, đây, sub đây. Các bác chết đây. Bát chép phải quăng mặt các bác nhìn như này. Đó là cái chữ bát chép bên này. Rồi tiếp theo là cái nắp máy nha các bác. Đây. Con này thì có điểm trừ nó là chày ngay đây một đường. Rồi, còn lại là đẹp hết nha các bác. Đây. Đây thì em đang đánh cổng quang optical. Các bác thấy nè. Qua đường TV sắt. Các bác ở sau cắm đường nào thì các bác ở trước xoay qua đường đó giùm em. Đây các jack AV. Và đây là các cọc loa. Con này thì có cả quạt tản nhiệt. Chạy rất là êm. Máy chạy ấm. Không nóng nha các bác. Đây tên của em đó đây. Pioneer VSA AX3. Điện 100V. Công suất 440W. Rồi, các bác ghép vang hát karaoke thoải mái. Em để em test qua file YouTube bình thường vậy thôi. Rất là đơn giản. Rồi, đây các bác. Rồi, ok nha các bác. Con này thì em đang bán với cái giá là 4 triệu. Các bác yêu em nó thì là inbox hoặc alo cho em. Em xin cảm ơn.